Rồi tiếp tục đến với tay máy cắt của anh em mình nha các bạn. Cái này đến với con máy Kubota DC93 đang cắt đất vườn. Thì những cái cánh đồng ở đây thì rất là nhỏ nha, tầm 2-3 công, 1-2 công, có khi nửa công nữa. Hôm nay mình cũng đi quay máy khá là nhiều, không biết ở vùng này cái giá lúa nó như thế nào nha. Quá bụi rồi. Kia là máy cậu đang gom lúa. Ở lúa này lúa của chú luôn hả chú? Mấy công chú? 2 công. 2 công hả? Không, con làm YouTube. Giá năm nay đỡ không? Giá 8.000. 8.000 hả? Ở vùng Việt mình 8.000 hết ha. Thấy mấy vùng kia cũng 8.000. Chứ rồi. Em bên YouTube à? Dạ. Của Kiên Giang hay gì? Không, em làm cá nhân vlog gì đó. Dạ. Mình trồng giống gì năm nay anh? Đại thơm. Đại thơm ha. Dạ. Bữa trước thì em cũng có quay ở dưới khu phố 8 ngay thị trấn á. Thì cũng 8.000. Thị trấn Dòng Riền hả? Thị trấn nào? Thị trấn Dòng Riền mình nè, ngay khu phố 8, khu phố 7 luôn. Cũng 8.000. Thì chú bên YouTube bên Mỹ Hạnh đó, nó có nhà cho chú đó. À, dạ. Mỹ Hạnh á. Dạ, có biết cái kênh đó. Thì anh Ngọc Trúc. Dạ. Cái kênh là Cuộc Sống Quê Miền Tây phải không chú? Rồi, biết rồi. Anh đó nổi tiếng lắm. Với lại anh giúp đỡ biết nhiều người lắm. Mỹ Hạnh. Dạ. Cái này mình bán luôn hay là mình để dành ăn vậy chú? Bán. Mua bán vật tư đồ của người ta, mình phải bán trả tiền rồi. Dạ. Thấy năm nay ai cũng trúng hết trơn á. Không biết cánh đồng này chắc cũng khoảng từ 18 cho đến 20 á chứ không hết đâu. 18 23. Chạy 8.000 cũng được. Chuyến này mình bón phân nhiều không? Mấy đợt? Thì cũng 3 đợt đó, mà tính ra chi phí là công cũng 2 triệu mấy đó. À 2 triệu mấy. Vật tư á. Dạ. Giống đồ này à, điện công cũng chắc là 8 triệu. Đúng rồi. Vô tấm thì 8 triệu. Dạ. Con này là chiều nay là có ghe cân lên chưa hay là mai nó mới cân? Đuôi về bãi nó có ghe, chừng nào nó xuống thì công thì đi chiều nay hoặc là sáng mai gì đó. Dạ. Cái bãi cũng gần đây không chú? Gần đây. À. Đường kia người ta có số lượng người ta làm nhiều đó. Dạ. Người ta có bãi chứa để chờ ghe lại đó. Dạ. Hôm bữa là đi xuống dưới kia còn 7.000 mấy à.
lúc đó còn bảy mấy bảy tám gì đó. ST mà còn 7.800 nữa. Rồi 7.700 luôn. Vậy chứ ST lúc tháng 1 nó lên 10 mấy sao. Đúng rồi. Dạ. Dùng mì thứ. Dạ. Thấy không? Đúng rồi. Chính rồi thì ST quay nó xuống giá ở vùng cờ đỏ. Còn mì thứ thì chưa thấy cắt. Mì thứ nó cắt rồi tháng 1 cắt. Đúng rồi, rồi nó cắt rồi. Mấy. Ừ. Thời đó là lúa đang lên luôn. Lúa đang lên luôn mấy đúng rồi đó. Trước Tết. Trước Tết. Còn sau Tết này thôi rồi. Xong vụ này vụ sau chú tính xạ giống gì? Cũng nó luôn hay là đảo giống? Ở đây thì mấy năm trước thì nó xạ ôm em. Bây giờ cái vụ hè thu mưa gió đâu đó, xạ ôm em nó cứng cây hơn. Dạ. Đỡ đổ sạch hơn. Dạ. Còn cái đầy thơm này thì chỉ xài đông xuân à. Giờ cái hè thu thì nó yếu cái bộ cây á. Tùy theo thời tiết khi nào mình ấy nha. Thấy vậy chứ thấy mùa đó là nước nó vô lên tới bờ này nữa. Ở đây được cái là nó không có bị lúng đâu này nọ, mình xạ vụ đó rồi vụ ba được. Mình có làm vụ ba luôn không? Có luôn ha. Có vụ ba luôn. Vụ ba thường trúng hơn hè thu không? Thua. Thua hả? Có năm thì người ta trồng vụ ba nó trúng hơn, có năm thì vụ nó vụ ba là cánh đồng kia. Cánh đồng dùng cánh đồng cao là từ Ngọc Trúc rồi đó. Vụ ba nó trúng. Còn này vụ ba là nước ngập vụ dữ lắm hả? Nước nhiều. Ở dưới cũng nước nhiều nhưng mà cũng không đến đổi. Mấy cái lung ở dưới đây thì cặp xong cái thì thua rồi. Cặp xong cái thua rồi. Hồi trước giờ bây giờ nó cũng như đê bao rồi còn gì nữa. Nó lộ bên đây lộ rồi. Dạ. Chứ hồi trước làm thì chưa có lộ bên kia. Nó vô đường bên kia không, bên đây nó thoát đâu kịp. Dạ. Bởi vì mặt nước sông nó cao rồi. Dạ. Bây giờ là có hai bên lộ hết trơn, là muốn khô là người ta bơm cũng vẫn khô. Dạ. Hôm bữa tưởng lúa nó xuống nữa, thấy tội nghiệp bà con mình. Chứ rồi thấy nó xuống hoài luôn. Mới lên được mấy tuần nay. Bị cái này là bò nó bỏ rồi. Bỏ cọc 8.000 luôn hả? Hay là trước đây bỏ cọc 8.000 còn cũng có cái tăng giá đó. Tháng 9 á thì tăng lên 2 tháng trước là 5.000. Dạ. Chứ rồi nó xuống quá trời xuống luôn rồi còn bỏ cọc luôn hết chứ. Một số chỗ là bỏ hết. Nghe nói bỏ cải lộn mình từ lưa hết chứ. Trời ơi. Vô mạng rồi mình bắt mạng lên mình thấy đó. Mà được ở đây nó cũng đỡ. Hello chú. Lúa chú cắt chưa? Ruộng chú cắt chưa? Chú mà ở đâu? Chính công mà. Dạ. Năm nay chú trồng giống gì? Bè thơm nữa hả? Giá lấy được 8.000 không chú? 8.000 hả? Năm nay thấy có lý không? Dạ. Cái xíu là lên dành trển coi cắt trển. Dạ. Ở đây thì ngay giặt lung này cỏ nó hơi nhiều ha. Dưới đây cỏ nhiều. Làm kỹ. Dạ. Có kỹ thuật nữa. Dạ. Cắt xong mà chiều nay có căng luôn chưa chú? Không biết, để coi nghe nó có lại chưa, lại thì căng được. Ở đây đỡ. Dạ. Trời chiến rồi nó tụt rồi đó chú. Không rồi đó, nó lại là mới còn xả à, nó lại nó 9.5. 9.5 đúng rồi. Không ai lấy chân. Không ai. Bởi vì nó dân mình nó ham. Tính lên nữa à. Tính trụ cái túi cây lên không à. Đấy vậy. Còn tới giờ này không lấy kịp luôn, nó vô không chạy mấy ngày nay đó. Yeah. Trời chiến rồi nó xuống đâu còn 7.500 rồi này nọ đó 7, là. 7.500 cánh cưng. Là năm đó lúc đó là nông dân mình thấy lo rồi đó chứ. Nhổm nháo rồi. Lấy cái bộ khổ rồi, bà đi nhà lấy cái bộ nhổ mẹ nó thục dữ rồi đó nghe. Cuối cùng sao nó đạt lên được 8.000 bảo. Lúc mà hỏm cái vùng trên cờ đỏ nha, là người ta bỏ cọc luôn đó. Bỏ chứ... cọc bên dục tử cho em bánh bỏ cọc đó. Đúng rồi. Nó lấy 9.500 đó đầu tới chắc nó giờ 7.500 nè, chắc không cắt là nó bỏ
5 người thì người ta kiên trì người ta bỏ. Ừ. Ta lấy được 500, 500. Lúa có giá thì ghe lợi nhanh lắm. Ừ. Còn không có giá thì thôi rồi chú chờ. Ở trên kia có cả tầng luôn á chú, hơn tầng luôn. Để đó, tại vì nó không có đầu ra đó, rồi nó không có dám lấy. Hai nữa mà lúa mà chủ ngang, lúa mà chủ 100 ngày nó để 100 mấy ngày. Trời ơi. Đúng rồi, muốn rụng luôn mà. Ừ, chín rụng luôn mà. Cái này vô 100 ngày, 100 mấy ngày lại ngày chứ hả? À, vậy là hết rồi, hút ngày giờ đó hả? Hút mười mấy ngày giờ ha. Ồ. Ừ, ba vụ. Năm vụ này trúng nha. Con thấy ở đây là như hai công à. Hai công mà nãy giờ chắc cũng cái 40 bao đó. Để coi thử coi. Đợt này là dữ lắm. Đợt này là trúng nhiều. À, ít lắm. Cái bên đây con thấy cũng trúng nhiều lắm nè chú. Hai mấy bao đó à? Tầm 23 24 giờ không chú? 23 ha. 400 bao nè. 400 rưỡi, đù. Quá dữ, quá đạt. Ở trên đó cũng còn nhóc ở chân mau kìa. Lang thang nằm gãi gác trển nữa kìa. Như ông còn dư lại 2 bao đó chắc xả bồn chắc cũng được à. Bao bự. Bao này chắc cũng 5-60 kg hả? Năm mấy ký? 60, gần 60. Thằng này giống có 60 cũng nè. Vô cứng ngắc luôn. Quá vậy. Ơi còn dư mấy cái bao màu trắng trắng nữa chú ơi. Chắc mười mấy ba. Chắc lấy thêm quá. Thắt à? Mười mấy bao ha. Cũng 15, 16 phải không? Ừ. Khúc tí đây trong vườn mà. Rồi. Kết thúc cái cánh đồng này. Kết thúc cánh đồng này cũng được trồng mười mấy bao nha các bạn. Không được 20 bao. Bao này cũng khá là to. Xa thì mình thấy bông cỏ cũng khá là nhiều nha các bạn, mà bông lúa là cũng nhiều lắm. Thứ một năm thì trông cậy nhiều nhất của bà con là vụ đông xuân này nha. Điều dữ rồi. Rồi cho bông cỏ nè các bạn. Hầu như là khắp cánh đồng luôn các bạn.
bán bè nó không nổi luôn. Đồng ở đây bà con mình trúng quá thì trúng luôn. Rồi máy tiếp tục đi cắt nha các bạn ơi. Cậu này cũng nhỏ nha các bạn, cậu này chắc cũng được 70-80 bao. Tiếp tục qua đây nha anh em, xe máy của anh chị Tân Hiệp xuống đây để thu hoạch nha các bạn. Quá gọn. Miếng bên này trúng hơn miếng bên kia.
đề bao luôn. Bãi chắc của bà con mình nha các bạn, quá trời lúa luôn. Rồi bên kia thì máy cắt cũng đang làm việc luôn nha các bạn ơi. Anh em ra đồng để gom đuốc. Ở vụ này thì bà con mình trồng chủ yếu là đầy thơm nha. Lúa này hổng gài cũng phút ngày cắt rồi, trăm mấy ngày hết rồi đó. Bán được ký 8.000 chung là cũng xây sở được các bạn ơi, trả được tiền phân tiền thuốc là ok à. Thank you.
thêm các bạn ơi. Hết bao rồi. Đẩy lên bao nhiêu bao trúng quá trời ha. Nãy để nhiêu bao mà hết bao rồi.